Chiều ngày 30 tháng 12, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận tổ chức hội nghị tổng kết công tác vận động phụ nữ năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Tới dự có đồng chí Trần Thị Thu, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, đồng chí Bùi Thị Tuyết Mai, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, đồng chí Trần Duy Tường, Trưởng ban Dân vận Quận ủy. Năm 2022, các cấp hội phụ nữ từ quận đến cơ sở đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. 29 nhóm chỉ tiêu của 3 nhiệm vụ trọng tâm đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, trong đó 10 trên 29 chỉ tiêu đạt 100%, 19 trên 29 chỉ tiêu đạt từ 120 đến 620%. Các cấp hội phụ nữ quận thường xuyên đổi mới nội dung và hình thức trong công tác truyền thông, chủ động xây dựng các mô hình đặc thù như câu lạc bộ nữ sinh viên, mô hình phụ nữ kiến an thời đại 4.0, ứng dụng phần mềm Ponycom trong điều hành tổ chức hội họp, mô hình ve chai đồng hành cùng yêu thương, mô hình mẹ đỡ đầu, các nhiệm vụ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc, xây dựng văn minh đô thị, bảo đảm an sinh xã hội. Các nhiệm vụ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc, xây dựng văn minh đô thị, bảo đảm an sinh xã hội ngày càng đi vào thực chất. Toàn quận có 85% phụ nữ tham gia tổ chức hội, 84% hộ gia đình đạt 8 tiêu chí 503 sạch. Các cấp hội đã tín chấp 74 tỷ đồng cho hội viên, phụ nữ vay để phát triển kinh tế, trao tặng hàng nghìn xuất quà trị giá trên 1 tỷ đồng, trao tặng cho các gia đình chính sách, các đối tượng yếu thế trên địa bàn quận. Năm 2023, các cấp hội phụ nữ quận tiếp tục triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, thực hiện phong trào thi đua xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, phù hợp với từng cán bộ, hội viên phụ nữ, tiếp tục triển khai cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đề án 404 hỗ trợ phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu công nghiệp, khu chế xuất sau năm 2020, gắn với đề án phát triển giáo dục mầm non 1677, đề án hỗ trợ trẻ 1.000 ngày đầu đời. Bên cạnh đó, chú trọng xây dựng tổ chức hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp hiệu quả, thành lập và vận hành hoạt động Ủy ban Kiểm tra Hội Liên hiệp Phụ nữ quận, huy động sự tham gia của những người có uy tín vào hoạt động hội, phát triển hội viên danh dự, hướng dẫn thành lập mô hình thu hút hội viên đặc thù, tập trung thực hiện hai khâu đột phá, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hội và đồng hành xây dựng chi hội tổ phụ nữ vững mạnh, thực hiện phương châm ở đâu có phụ nữ ở đó có tổ chức hội, nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội trong các cấp hội, tập trung vào vấn đề liên quan đến phụ nữ, trẻ em và bình đẳng giới. Tại hội nghị, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Nam Sơn vinh dự được nhận bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tặng bằng khen 4 tập thể và 2 cá nhân. Ủy ban Nhân dân quận tặng giấy khen cho 2 tập thể và 4 cá nhân. Hội Liên hiệp Phụ nữ quận tặng giấy khen 15 tập thể và 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2022. Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, trong tháng 12, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận vận động được 100 xuất quà tặng cho gia đình chính sách, cán bộ hội, phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với số tiền gần 50 triệu đồng. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Thị Thu, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, biểu dương và chúc mừng những thành tích của cán bộ hội viên và các tầng lớp phụ nữ quận đã đạt được trong năm 2022, đồng thời đề nghị năm 2023 bám sát chủ đề năm của quận ủy, đẩy mạnh chỉnh trang đô thị, thu hút đầu tư, thực hiện chuyển đổi số. Các cấp hội vận động phụ nữ thực hiện nếp sống xanh, huy động phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường bằng hành động thiết thực, tư duy thành lập mô hình, công trình phần việc thiết thực trong việc ứng dụng công nghệ số của hội viên phụ nữ trong sinh hoạt hàng ngày. Hội cũng cần phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội, Ủy ban Nhân dân các phường tìm biện pháp khắc phục, giảm thiểu việc nợ quá hạn, đồng thời có biện pháp sàng lọc, thẩm định kỹ lưỡng các món vay mới, có biện pháp quản lý tốt hơn để giảm tối đa các rủi ro về vốn, không được để nợ quá hạn phát sinh trong năm 2023. Ngay sau hội nghị tổng kết, các cấp hội phụ nữ có kế hoạch cụ thể hóa các hoạt động tuyên truyền, mừng Đảng, mừng Xuân, xã hội hóa các nguồn lực tham, tặng quà Tết, hỗ trợ các gia đình chính sách, cán bộ hội cấp chi, tổ có hoàn cảnh khó khăn, các đối tượng phụ nữ yếu thế trên địa bàn, kịp thời nắm bắt tình hình dư luận, cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân trên địa bàn để nhân dân kiến an đón Tết cổ truyền an toàn, đầm ấm.